Chương trình bình chọn báo chí viết về doanh nghiệp doanh nhân và môi trường kinh doanh lần thứ 6 đã chính thức được phát động trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí và Doanh nghiệp 2018 diễn ra mới đây. Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã tổ chức chương trình bình chọn báo chí viết về doanh nhân doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ 6 dành cho các tác phẩm báo chí trên toàn quốc. Đây là chương trình nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm viết về chân dung các doanh chủ, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh có đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, đóng góp tuyên truyền chính sách của chính phủ kiến tạo, từ đó tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về công tác này. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng biên tập báo Diễn đàn Doanh nghiệp cho biết, trong suốt 5 năm qua, chương trình đã góp một góc nhìn mới mẻ, mang tới cho cộng đồng xã hội cái nhìn sâu sắc về tầng lớp doanh nhân. Đây cũng là cơ sở để vinh danh những doanh nhân tiêu biểu, những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế của đất nước. Qua 5 năm tổ chức, ban tổ chức đã nhận được hàng ngàn bài viết từ khắp các cơ quan báo chí trên cả nước với những đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam. Riêng năm 2017, ban tổ chức đã nhận được 380 tác phẩm của 32 cơ quan báo chí. Số lượng tác phẩm và cơ quan báo chí tăng gấp rưỡi so với năm 2016. Về đối tượng, tác giả dự thi là công nhân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên và không chuyên có tác phẩm báo chí được đăng tải trên báo in, báo điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và không vi phạm quy ước về đạo đức nghề nghiệp làm báo Việt Nam, luật báo chí và luật pháp khác. Về tác phẩm, bài viết dự thi là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 13 tháng 10 2017 đến 15 tháng 9 2019 trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Bài viết phải phản ánh được những chuyển biến vướng mắc về môi trường kinh doanh nói chung và những cải cách kịp thời của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nhân, doanh nghiệp.